Kinh săn bắt mình quê chào các bạn nha. Giờ sáng sớm nay mình đi săn bắt tiếp gài bẫy bìm bẹp tiếp thôi bạn ơi. Thì mình chọn địa điểm mới để mình gài. Gài trong mấy cái khu rừng tràm, giờ mùa khô nước rút rồi. Đó, giờ mình đi vòng vòng ở trong cái bờ tràm mình kiếm chỗ nào thích hợp cái mình gài nha các bạn. Mình đi gài nghe bìm bẹp nó kêu quá trời luôn. Chỗ này thì bìm bẹp còn nhiều quá à. Rồi đi lang thang vòng vòng trong khu bờ này coi, này cũng có dấu hiệu nữa bạn, này phân biệt nó ị còn lại nè. Vậy thì mình quyết định chờ chọn là mình gài ở trong cái khu này một số cái coi kết quả như thế nào. Thì đi rảo vòng nè, cái lợp này. Không biết người nào đặt cái lợp cá lóc đây dính lên cá sặc các bạn. Cái mương nước này thì các bạn thấy rồi, cái sặc rút nhiều xuống, giờ mấy cái bờ tràm thì nó khô nước hết rồi, chỉ còn có một cái mương này còn nước nên cá nó tụ gì đây nhiều lắm nè, cá ụt các bạn. Rồi thôi giờ kiếm chỗ nào thích hợp cái mình gài số 7, cái trưa mình đi thăm quay lại thành quả cho các bạn xem. Đi trong rừng cũng nguy hiểm lắm các bạn, bạn thấy nguyên một cái bầy nè. Cái này là mình chưa phát hiện, cái này là loài động vật lạ quý hiếm mà chưa từng phát hiện trong danh mục luôn các bạn. Không biết nó là con gì nhưng mà đi trong rừng tràm mà khi mà các bạn đụng phải cái lông của cái con này nè là về nó ngứa thôi cực kỳ luôn. Hôm bữa mình đi về nó ngứa quá trời luôn, mình không biết là bị sâu hay gì ai về, cuối cùng phát hiện nó là cái con này nữa các bạn. Không biết cái con này con gì mà trong rừng tràm thì con này nó cực kỳ nguy hiểm luôn nha. Nó đụng một cái là ngứa ngứa thôi cả cả tuần chưa hết các bạn. Cho nên bạn nào mà đi vô rừng tràm thấy con này cẩn thận nha. Ghê chưa bạn? Nguyên ổ luôn, nguyên bầy luôn trên cây tràm á. Kinh Sơn Bắc mình quê chào các bạn nha. Hồi sáng mình có gài mấy cái bẫy bẹp giờ đi thăm thôi các bạn ơi. Hồi hộp chờ đợi kết quả không biết như thế nào. Thì nay mình đặt ở cái khu này là mới hoàn toàn nha các bạn. Khu đường đất ở đây thì cũng vắng nhà cửa nè. Mình đặt ở trong cái khu rừng tràm này mấy cái giờ đi thăm à, các bạn đồng hành cùng mình coi kết quả như thế nào. Thăm cái đầu tiên nhé các bạn, cái đầu tiên mình đặt ở trong cái bờ tràm này chết rồi, bìm bịp thì còn kêu bịp bịp hoài mà cái chỗ này im quá vậy mà nó không ăn bạn, ngốc còn nguyên luôn. Thì hình trong đây im quá là dấu hiệu của nó các bạn, phân biệt ị quá trời luôn mà sao không dính kỳ ta, hay là mình xác định không đúng cái luồng hướng bay hay sao mà nó không dính bạn. Tràm thì giờ các bạn thấy là đó có con chim, thì chim nó bắt muỗi mà giờ thì mùa khô cho nên các bạn thấy cái mực nước nó rút xuống rồi. Còn lại đường nước phèn không à, cái này không dính rồi, mình biết kêu rồi. Ốc mà bịp bịp nó ăn còn sót lại nè, này đầu mùa đó mà. Cái bên kia mình có một cái, giờ qua thăm cái thứ hai bạn, cái thứ đầu trớt rồi, cái đầu tiên trớt giờ thăm cái thứ hai rồi. Thăm bảy tiếp bạn ơi, cái thứ hai mình đặt ở cái vị trí này nè, từ xa thì mình thấy nó đã có dính con bịp bịp rồi. Nãy thăm cái đầu tiên trớt không dính nha các bạn, giờ bắt đầu tới cái thứ hai thì mới bắt đầu có thu hoạch nha. Nay thì gài nghịch mùa cho nên là dính cũng không nhiều mà. Đây, vô nha. Dính ngay cái hàng cổ chạy vòng vòng luôn mà. Thấy cái thứ hai mới dính rồi. Thứ hai đặt ở cái khu này mới hoàn toàn nha, địa điểm mới. Địa điểm này thấy cũng có lý quá nữa bạn. Rồi thôi giờ bắt nó ra thử bạn ơi. Chạy vòng vòng. Bắt nó ra thôi bạn. Ê, vô nha, cái thứ hai mới dính nữa bạn. Ừ. Này mới dính này, con này mới dính thời thôi bạn ơi.
quá im. Đập trúng ngay đầu nè, nhưng mà không sao hết. Ngay đây nó có cái đốm lông rất là lớn, cho nên là không ảnh hưởng gì tới miền đẹp các bạn. Rồi thôi bắt này ra cái thăm tiếp nha các bạn. Ở phía xa ở trong đây nè, trong đây mình còn cái nữa là kết thúc ở cái giếng đặc bản ngày hôm nay các bạn. Đó, nó còn kêu đẹp, còn kêu nhiều lắm đó. Rồi, thăm tiếp rồi. Rồi tiếp theo thăm cái thứ ba, cái kết thúc chương trình thăm bảy luôn các cái thứ ba thì mình đặt ở trong khu này, nãy giờ thăm hai cái mới dính được có một con thôi. Rồi cái thứ ba này trớt nữa rồi, cái thứ ba này ngóc còn nguyên si luôn, chưa có con nào đụng tới bạn. Rồi chuyến đi thăm bẫy của mình nay thì thu hoạch cũng không có nhiều lắm nha, thất bại các bạn, ba cái mà dính được có một con là quá ít rồi. Trong khu này còn im quá mà tìm biệp nó có mà chứ không phải không có đâu các bạn, mà chưa đi ăn hay sao nè, ị phân á. Rồi thôi chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn trong cái chuyến đi săn bắt tiếp theo, chứ nay thì đi săn thất bại rồi, dính được con thôi. Bữa nào mình lại trở lại khu này mình chiến bữa nữa các bạn, chỗ này im quá mà.